Nối kết anh em trong tình yêu Chúa, mở rộng vòng tay đón lấy ai cơ cùng, nào cùng bước chân đi, ta ra đi đến mọi nơi. Mang trong tim tinh thần của giới trẻ, nhiệt huyết tông đồ loan bao tình yêu Chúa. Nối kết anh em thành một gia đình, để ta cùng nhau nung nấu ngọn lửa đức giới trẻ thử xa chút cứu thế, niềm vui tỏa lan, tình yêu trao ban, giúp nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió gian nan. Giới trẻ thử xa chút cứu thế, mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi như đứt cây, sốt sắng với lòng mến, ra đi làm tông đồ, làm môn đệ, hãnh an phong số. Hôm nay ta ra đi để ta gặp gỡ những người trẻ, bao lắng lo sự đời và cuộc sống đầy chơi vơi. Này bạn là sinh viên và bạn là di dân, hay bạn không cùng chung niềm tin với chúng tôi? Đến hay đến với gia đình thưa sai Chúa cứu thế, ta cùng sẽ chia bao nhiêu niềm vui của phần người. Tuổi trẻ ta hăng say loan bao ơn cứu độ, để ta kết liên trong gia đình dòng Chúa cứu thế. Nối kết anh em trong tình yêu Chúa, mở rộng vòng tay đón lấy ai cơ cùng, nào cùng bước chân đi, ta ra đi đến mọi nơi. Mang trong tim tinh thần của giới trẻ, nhiệt huyết tông đồ loan bao tình yêu Chúa. Nối kết anh em thành một gia đình, để ta cùng nhau nung nấu ngọn lửa đức. Giới trẻ từ xa chút cứu thế, niềm vui tỏa lan, tình yêu trao ban, giúp nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió gian nan. Giới trẻ từ xa chút cứu thế, mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi như đứt cây, sốt sắng với lòng mến, ra đi làm tông đồ, làm môn đệ, thánh an phong số. Giới trẻ từ xa chút cứu thế, niềm vui tỏa lan, tình yêu trao ban, giúp nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió gian nan. Giới trẻ thừa sai Chúa cứu thế, mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi như đứt cây, sốt sắng với lòng mến, ra đi làm tông đồ, làm môn đệ, thánh an phong sôi.